Hi mọi người, mình là Lộc. Ngày tiếp theo mình ở Đà Lạt thì trời vẫn mưa, cho nên mình sẽ không đi những nơi mà dã ngoại hay là mình khám phá rừng thông được. Địa điểm tiếp theo mình giới thiệu các bạn đó chính là Dinh Ba Đà Lạt và phân viện sinh học Đà Lạt. Dinh Ba là tên gọi để chỉ biệt điện của vua Bảo Đại, vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn, đồng thời cũng là vị hoàng đế cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam. Dinh có địa chỉ tại số 1 Triệu Việt Phương, phường 4, thành phố Đà Lạt, cách trung tâm 2 km về hướng tây, nằm trên một ruộng nội thông cao 1.539 m. Công trình được xây dựng từ khoảng năm 1933 đến năm 1938 do một kiến trúc sư người Pháp thiết kế tên là Quỳnh Tấn Phát. Dinh Ba được đánh giá là dinh thự đẹp đẽ và trang nhã, nằm giữa đồi thông thuần chủng. Khi vào tham quan dinh thì các bạn nhớ mang cho mình một đôi giớ bằng vải ở trước cửa. Thì cái đôi giớ này có tác dụng là để bảo vệ các công trình lịch sử đó các bạn. Mang cái đôi giớ này rất là khó đi cho nên các bạn cẩn thận nha. Bây giờ thì bạn cùng mình đi tham quan Dinh Bảo Đại nha. Chúng ta đang có mặt tại tầng trệt của Dinh Bảo Đại. Ở khu vực này thì vua Bảo Đại dùng để làm việc, tiếp khách, tiếp các quan đại thần. Bây giờ các bạn đi theo mình lên tầng trên của Dinh Bảo Đại. Tầng trên là bao gồm các phòng của công chúa, hoàng tử và phòng riêng của vua Bảo Đại cũng như phòng riêng của Nam Phương Hoàng hậu. Trong Dinh Bảo Đại thì mình ấn tượng nhất là phòng riêng của Thái tử Bảo Long là con trai lớn của vua Bảo Đại. Thì căn phòng được trang trí, tất cả những đồ vật đều màu vàng thể hiện cho sự kế nghiệp của hoàng tử Bảo Long. Căn phòng này được hoàng tử Bảo Long ở vào năm 14 tuổi. No.
đây là phòng riêng của Nam Phương Hoàng hậu. Phòng của Nam Phương Hoàng hậu thì rất là thoáng nha, hai bên đều có cửa sổ. Nam Phương Hoàng hậu tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, con của đại điền Nguyễn Hữu Hào. Nam Phương Hoàng hậu là quê gốc ở Gò Công, Tiền Giang. Năm 1949 thì bà cùng các con lưu phong sang Pháp. Bạn đang có mặt tại phòng chính của Vua Bảo Đại. Phòng thì rất là sang trọng, uy nghi. Phía bên tay trái có một cái đài, gọi là đài vọng nguyệt của vua. Đi xuống phía bên dưới là phòng ăn cũng như nhà bếp. Mình về rồi. Sau khi tham quan dinh Ba Bảo Đại, mình và bạn mình sẽ ghé một địa điểm hot không kém: Văn viện Sinh học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên. Địa danh này nằm ở số 116 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, thành phố Đà Lạt. Bảo tàng nằm trên đỉnh đồi Tùng Lâm, xuyên qua rừng thông bạc ngàn, vì vậy màu sắc càng trở nên cổ kính. Bảo tàng được xây dựng năm 1950, tổng thể kiến trúc là một tòa nhà 4 tầng với tổng cộng 115 phòng. Bảo tàng được chính thức đưa vào hoạt động vào năm 1985. Trước năm 2008 thì bảo tàng có tên gọi là Phân viện Sinh học Đà Lạt. Hiện tại bảo tàng có tất cả là 7 phòng trưng bày và 6 phòng lưu trữ.
Sau khi tham quan bảo tàng sinh học Đà Lạt xong thì các bạn có thể xuống tầng trệt. Ở dưới đây có trưng bày các sản phẩm về sô cô la. Ấn tượng nhất trong khu vực này là một không gian nghệ thuật với 9 tác phẩm được tạo tác công phu tỉ mỉ từ sô-cô-la. Nước uống ở đây giá cả cũng phải chăng. Các bạn mua nước sẽ được tặng một trái dâu nhúng sô-cô-la tươi. Cầm trái dâu mình xoay với cái tháp sô-cô-la, sẽ ăn rất là ngon nha, vừa chua mà vừa ngọt của sô-cô-la thật. Cảm ơn chị. Tuổi đời của bảo tàng sinh học này cũng đã lên đến hàng chục năm. Vì vậy những bức tường rong rêu ở đây là một đặc điểm không thể thiếu. Những hàng rêu len lỏi giữa các khe hở của các bức tường đá, phía trên là những cây dương sĩ xanh tốt bao phủ, cũng đủ thể hiện sự cổ điển pha chút u ám của nơi đây. Nhưng chính sự u ám cổ điển đó đã tạo ra nét riêng biệt cho bảo tàng sinh học Đà Lạt giữa hàng ngàn các địa điểm khác. Vlog đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh vì mình sẽ quay lại vào thứ bảy tuần sau nhé.